nói là sợ cha không còn thấy con, là những người quy tiên tịch đó. Cha nói là sợ bắt đầu cha lại lạc con, nhìn trong thế sự ai còn ai không. Còn riêng Út này, từ đây tới sau là chỉ biết lập công thôi. Để thốt lên lời ngỏ ý dị thời cho bá gia, để Út đền đáp cho mẹ cha. Mở lời vàng tiếng ngọc gần xa mới tỏ tường, đây là cũng Út dự vào trường để học lớp thôi, mà mẹ với cha cho cái chớp đó là cũng như là cái bóng điện còn hay không, ai còn hay không, ai mất ai còn, ai còn ai mất, ai đau ai mạnh, ai như thế nào, thì trong dây chớp như bóng đèn thôi. Đèn thay dương soi rọi khắp càng cho bao nhiêu trăm nước, có ánh sáng của cha, đèn thái dương của cha rọi xuống trần gian để cho tất cả quan dân và từ thành đến thôn có được nghề nghiệp tương lai, cho đèn thái dương chiếu rọi mà thúc giục kỳ này chiếu rọi, chứ con trần có tu hưởng phước thì được có phần, có tiền nông nhà cửa được đi xa đi gần khắp nơi nơi, nhìn không gian mây phủ khắp nơi, nhìn trần thế biển dậy thời lớn rộng, một quả càng khôn bầu trời lồng lộng, nhưng lư thiên la bủa hết trần gian, có duyên lành Út về cảnh Tây Phan, mở lời ngõ ý như một pha tràn khai mở. Thôi cô bác nào có tình thương xem thì cũng như gặp gỡ được Út này ở tỉnh An Giang, nơi miền bãi núi này sắp mở hội pha tràn để dự thi khắp cả tuần hoàn bao nhiêu trăm nước. Nếu ai tu mới được hưởng phước mà bước chân về đất Việt của nhà Nam, đất Việt nhà Nam có Phật già Lam, Bủ Sơn Kỳ Hương Kim Sơn của Phật, đó là kết nối Lục Tự Di Đà nơi Ấn Độ, vậy mà cũng của Phật, mà đất Việt này cũng có Kim Sơn Phật kết nối âm dương từ kiếp trước thở xa xưa, từ An Long ở lỗ đến nay, mà không hiểu thì đừng bao giờ cái mà được cái Phật đài khu vực, có thần tương ta thời tu học hiếu giới chung mà bao bọc quả càng khôn, có tu tâm mới được trường tồn, làm việc tốt mới được nhập môn với Phật Thanh, khắp nơi nơi mẹ cha chia nhánh, đủ khắp nơi Phật Thanh phủ quanh, thiên la kia địa giống bao thành, nơi tứ trụ của Đông Tây Nam Bắc, các chư Phật từ đây gieo gọi ráng tu trì tâm gọi hồn thiên, cho thân phàm mới được bình yên, nay thay lời Út ở Long Xuyên nhắc nhủ, vì bấy lâu Út đây cũng hấp thụ điển âm dương kết tụ anh nhi, lúc nhỏ xưa ta chưa biết vậy thì nay khôn lớn quyền di mách bảo, lửa tiễn con kỳ bay thời hiếu thảo, nữ nơi giới nam mới được dạo hành hương, núi chùa chiền am cốc cây khắp nơi, già hương đăng kính cha trời Phật mẫu, mẹ Quan Âm cũng bủa điện thiền sôi thâu, độ cho có xe đi quốc lộ khắp nơi nơi, mẹ Quan Âm cố khổ dậy thời, bầu linh dược khắp nơi ban rải, nếu ai có tấm lòng hà hải làm việc tốt lành chư Phật ban giải hưởng phần,
ráng làm đi có được muôn phần, không nghèo khổ đâu hồng trần vui thế. Làm việc tốt thì cây kia ra rễ, thân tương đây cũng như các loài hoa, do nhờ điển thiên của mẹ của cha phủ xuống được vậy mà hấp thụ. Hơi thở hít vô thở ra cũng nhờ không gian đất nước mưa gió lửa và phẩm vật rau quả trái cây, rồi để phẩm thực ta dùng nuôi thân này cho tươi tốt sống lâu, nhờ chư Phật nhiễm màu ban rải. Thôi chúc cho cô bác đạo đồng Hà Hải khắp nơi nơi mẹ ban rải lời vàng. Út ngồi đây nói lời ý nghiêm trang, nhìn cảnh vật mẹ đang cái bàn xuống đây, nếu ai có được suy nghĩ về nơi miền bãi núi anh vũ sơn nguồn suối bao la, nhìn không gian của mẹ của cha mây phủ vượt cho ta sống đồng. Bầu trời kia bốn hướng lồng lộng, đông với nam tây bắc quả càng khôn, nhìn đi rừng rậm kéo sơn, Út ngồi Út phim dây đờn không dây, đờn không dây mà sao ra phim, nhờ Phật trời mới được thốt lên. Sổ sách cha đang gạn tuổi gạn tên, ai biết được đắp nền hiếu thảo kỳ ba này, mẹ sàng mẹ sải cha định phân ai mất ai còn. Thấy nhân ơi vũ trụ quá tròn, sao nước còn nước mất, do ác gian ham thời vật chất tiền với vàng đánh mất lương tâm. Nếu đất nước nào giàu cứu vớt nước nghèo, nếu ai có tiền cứu vớt những người đói khổ, dân với quan cũng sống thời một chỗ, quá càng khôn nhưng chia nhánh gần xa, hưởng phước duyên của mẹ của cha phải chia sớt, vậy là mọi mặt đất nước nào biết thời kết chặt thì chẳng khổ đau chẳng gây sóng ba đào. Hồng trần ơi khắp cả đồng bào nhìn đi lồng lộng mây cao nhiều màu nhiều sắc, mà sống trên mặt đất của mẫu diêu trì ta thời kết chặt, đừng chiến tranh giặc giả cái dây quanh, phải thương yêu chứ đừng giết nợ cho đành. Mẹ tao quá sống kiếp làm người vui thế, phải dăm giống đừng để cho trễ, cây gốc kia có dễ được thân thì hưởng quả kia phải có trái có phần. Làm việc đúng chuyện cần cho nhân thế, khắp nơi nơi có thời giặc giả dừng lại đi, đừng có đánh ngã đất Việt này. Đất Việt này đau khổ bảy chày, con của mẹ kỳ này trình tấu, mẹ với cha cũng nghe thời để thấu. Mà Út miệng xin ngừng chặn chiến tranh, đất nước Nam này có chi đâu mà phải tranh giành. Cơ mật pháp nếu chiến tranh dùng vậy, không ngưng đạn bơm rồi đây sẽ thấy. Tạo chỉ ra chất độc quá đa,
không nể nang cùng mẹ cùng cha, bao trăm nước cũng màu da dòng máu, ai biết rõ, đừng làm tê nữa, cô muôn lời dạng vật trần gian. Đừng chiến tranh khắp cả trần hoàng cho cha mẹ thiên, nước mắt tuôn tràn dòng lệ, quả càng khôn mẹ đang bảo vệ không gian này của cha tạo câu tấu trình tâu cõi tiên tận đến thiên đình chầu Phật tổ, con kính trình cho ba tánh. Tại vì mấy trăm nước đâu đâu cũng có Phật thánh, mà nhìn lồng lộng mây cao có đèn thái dương chiếu dội khắp cả con trần, não dưới tim sống được kim thân, dòng bi quyết muôn phần phải trả hiếu. Đây ngày 11 Úc Tấu trình mẹ cha chứng chiếu, nước nào tranh giành đất Việt phải đau thương, vì đất Việt có bãi núi tòa chương, dòng mạch huyết của cha đang xoay chuyển. Cha mẹ làm mưa, làm gió, làm nắng, làm sương tiết cho hoa lá cỏ cây tươi tốt, rừng rậm biển sâu có nước để sống nhờ, thủy kia nuôi thể nuôi thân, ánh sáng nhiệm màu của chư Phật muôn phần, xét soi rọi hết tất cả hoàn cầu vũ trụ. Nếu cơ mật đồ của thiên của địa không còn, thì đất nước nào giành giặc giành giật vàng dòng vật chất, cái biển sông sâu một nước thì mẹ ban cho có được vàng ngọc châu bao, một nước thì mẹ ban cho có xăng dầu để có xe cổ chạy đi làm phận sự từ quan đến dân. Nếu mẹ tạo ra các sản phẩm công ty làm xe từ nhỏ lớn mà không có kỹ thuật Phật học, làm sao có khoa học để chế ra những chiếc xe bon bon bằng lai bò lăng của tất cả những vị được nhận ánh sáng nhiệm màu. Do thiên định ai được một cái phận sự này làm về ngành xe, ai được phận sự này biến chế ra chiếc máy bay đi bay trên không gian, đưa cho tất cả các đầu đầu bao nhiêu trăm nước để được đi qua sông qua biển và được ngồi trên một chiếc xe bon bon đi tầm cái đất nước ngoài trong đông tây nam bắc, và thương cho những ai có được khôn ngoan sang suốt mà mẹ cha thầy tổ ban cho có được biên chế tất cả những hạt giống lúa cho nhân loại cộng đồng ba tánh để dùng nôi, muốn ăn miếng rau quả trái cây cũng nhờ đồng ngân của ngân hàng và ông bà cô bác chị em con đạo để biên chế ra in mạnh giấy đồng tiền đất Việt. Có bác Hồ, bác là gì? Bác trong mảnh giấy cũng nhận lệnh của cha thiên,
của mẹ, của thầy, của tổ, để mạnh đồng tiền có bác sâu trong bí quyết. Vì bác là văn, còn thầy là cũng văn và võ. Bác là võ, còn thầy Kim Sơn là văn, cho nên bác bàn gia thì văn giao ly, để có tất cả tu học nhiều, nguyện nhất, nguyện nhì, nguyện ba, nguyện năm và nguyện đạo hạnh. Còn bác Hồ thì dạy cho tất cả thiêu ta thiêu quý và bộ đội từ cấp thấp cho được lên cấp cao, để giữ vững cơ đồ đất Việt. Biết đâu là đời, học đâu là đạo, quan giới chức để hưởng được cái phần riêng, làm cho muôn loài tất cả được trần ni sống yên, thì được lại quyền thiên ban chức phận. Đây là lời Úc thay thế mẹ cha căn dặn, làm điều chi phải cho thằng tấm lòng vàng. Nếu có quan phải lại thương dân, dân có khăn điều chi ta hành y làm đúng, giúp cho người những người dốt nát thôn quê. Nếu nhờ chi ta hãy mỗi bề xem xét kỹ, ta bút phê nhờ mẹ thiên cha đổ từ lâu, làm đúng việc thiên việc địa đi, rồi trên ban cho có tất cả nhà cửa xe cổ, ruộng ruộng vườn cây hoa lá và kinh tế, để làm hưởng được kim thân dư giả, rồi ta chữ hiếu muôn phần, chả hiếu cho thiên liên và chả hiếu cho cụ quyền thất tổ. Có tiền nông ta làm đúng chỗ, thấy ai khổ rồi ta buông xả tấm lòng từ, để cho tâm dạ mẹ ban được vàng mười, thì sung sướng nụ cười như hoa nở. Thôi hôm nay Úc cũng nhờ cháu Nguyễn này quay lên cái clip này, cũng như đạo đồng công chúng ông bà cô bác gặp gỡ được Úc này ở tại An Giang. Mà lễ của Đức Phật Thầy đang mở hội pha tràng, Úc bước đến nơi cảnh trần gian miền bãi núi. Ngồi trên ngọn núi cao cao, nhìn xuống trần thế nôn nao trong lòng. Đây anh Vũ Sơn là ở cảnh non bồng, chúc cho cô bác sen hồng đua nở. Nếu xem clip này cũng như được gặp gỡ mà Úc ở tận nơi tỉnh An Giang, miền Thất Sơn mở hội pha tràng để giữ lễ muôn ngàn công chung. Nếu bao nhiêu trăm nước thấy đi hủ rụng, nghe lời vàng Úc đang tụng kim cang. Phim này Úc phím không dây, chúc cho ba tánh kỳ này lo toàn. À, Nam Mô A Di Đà Phật, hay quá. Trời ơi, kính thưa quý vị khán giả, thì mới sáng sớm nguyện lôi của Úc ra pháp cho quý vị nghe, chưa ăn chưa uống chưa gì hết trơn. Của Úc sáng uống nước lọc rồi quý vị. Bởi vậy phải trưa trưa thì cô Úc có hơi nhiều. Mà mới sáng ra bắt cô Úc ra làm clip luôn à. Mà bữa nay cô Úc có mệt không cô Úc? Cái Nam Mô A Di Đà Phật thì mẹ cha thầy tổ cho nạp năng lượng, chỉ hít không gian sống động, âm dương, nhìn là ánh sáng đèn thái dương của cha để chiếu dọi trong não tim của Úc, thì nguồn sống động này cũng như mình được ăn phẩm vật để no lòng thôi. Thì giờ này chỉ khoảng chừng chắc cũng bây giờ là 7:17 Úc. 7:17. Thì tất nhiên là chưa được 8 giờ. Nếu 8 giờ thì bác chánh đạo của mẹ, của cha, của thầy, của tổ và các vị thần linh ở đây cũng gia hộ Úc,
dù cho ngày và đêm cũng vậy, tại vì hơi thở hấp thụ. Mẹ nạp năng lượng vô, cha nạp năng lượng vô, chỉ không gian sống động là hít thở vào là được hít không khí. Âm dương đất nước mưa gió lửa đầy đủ thì muốn dùng phẩm vật thì dùng, còn không thì chỉ thủy vào, hoặc là thiên cho năng lượng vào thì cũng được khỏe thôi. Yeah. Thì mới được là chẳng những để nhắc nhủ cho tất cả hết ông bà cô bác chị em huynh đệ, đi đâu là nguồn cội, đâu là thiên địa, và đâu là chẳng những như hiếu thảo tu hiền, để cho cô bác chị em huynh đệ để xác rõ những lời này, coi Út nhắc nhủ cô bác như thế nào. Tại vì nhìn thấy đất nước chiến tranh khắp cả thế giới, tranh giành cũng vì vật chất, tài vật và cơ đồ, thì Út xúc động. Chắc có thể mẹ cha thầy tổ, các chư Phật và binh gia ông bà của mình cũng chắc thương con cháu ở đất Việt này, sợ tất cả bao nhiêu trăm nước để pha chế đạn bom, dùng súng đạn chất độc. Và chẳng những như đất Việt mình thì Kim Thân bên Nam rất nhỏ, nhưng mà chắc có thể là thiên độ cho có được những sự việc tài năng giỏi vắn để giữ cơ đồ, giữ biên giới, giữ đất Việt từ Bắc Trung Nam. Một khi ngoài Hà Nội mà sang với cái mốc của giáp danh Trung Quốc thì có thể là Nam Bắc chung một nhà. Nam Bắc giữ biên thì đất Việt này, ở trong Nam thì người Việt giữ ở danh giới Hà Tiên, Phú Quốc. Còn ở Bắc thì giáp Campuchia, rồi liên quan tới Biển Đông luôn ha. Ai Di Đà Phật. Còn ở ngoài Bắc, ở Hà Nội thì phải giữ cơ đồ đất Việt của mình. Cũng giáp danh với Sapa của Trung Quốc, thì có thể càng khôn của cha mẹ bao dòng thành hết, thì đất nước Việt mình, con Việt của mình giữ cơ đồ đất Việt mình từ quan tới dân, cũng coi cho con dân tuy dân nghèo khổ nhưng mà cầm lên những một cái sự là cây súng hay là kim thân để vô rừng hay là biển hay là những chỗ là đau đớn cũng phải chen chúng cái thân vô, chen chúng cái thân hy sinh. Hy sinh để giữ cơ đồ, giữ cơ đồ cho được là đất nhà Việt Nam của mình có cờ đỏ ngôi sao vàng phất phới tung bay. Do đó là đâu, nhờ Kim Sơn Phật gia cơ bao nhiêu chục năm nay thì cho thế giới của mình, anh em đồng đội và chiến binh phải giữ lại, nhớ những người anh em liệt sĩ, gia đình chiến sĩ tử vong tử trận vì đồng bào, vì đất nước của thế giới đất nước Việt này mà đẫm máu xương tàn. Tại vì một khi từ Bắc Trung Nam không biết bỏ xác về trả về lòng đất của mẹ bao nhiêu cũng do chiến tranh giặc giã đẫm máu xương tàn để càn quét đất Việt này, thì đất nước kia rộng lớn cỡ nào, người thân tướng bự to cỡ nào mà khôn ngoan sáng suốt pha chế độc hại bơm đạn cỡ nào cũng do thiên định. Nhưng mà thiên định thiên cho mới làm, còn thiên không cho đừng nên giành giật chiến tranh của đồng bào đất nước Việt này. Tại vì đồng bào đất nước Việt này có một cái cơ đồ của Phật Pháp Diệu Màu, linh cảm linh ứng để thương người, giúp người và làm đúng theo của chư Phật để ban rải định. Ai quan ai dân, ai vua thì cha sẽ cho, không tranh giành được. Không thể tranh giành được. Nhìn đi, mây cụm cũng phải có mây tan, dù cho giặc giả trần gian dễ đầy, nhưng mà kỳ này có cha mẹ tổ thầy cơ đồ định vị kỳ này cho đất Nam. A Di Đà Phật. Đất Nam là đất con đạo anh hùng chiến sĩ và quân đánh giặc. Tại vì một cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng phất phới tung bay của đất Việt, đừng nên đất nước nào để tranh giành làm xâm chiếm cho từ quan tới dân sẽ khổ sở. Thôi hôm nay Út này thì con của con trò của Phật Pháp Diệu Màu, Út sẽ nguyện cầu khẩn gian sinh từ đây tới sau, nếu giặc giả chiến tranh thì bị hành phạt thì đừng than đừng trách. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ quan tới dân làm đúng hữu dụng thiên ban. Còn ông quan nào đất nước nào mà không thương đất nước Việt này, làm xáo trộn đẫm máu xương tàn như lúc xưa bao nhiêu chục năm về trước. Tại vì sao Út này mượn thân xác này mẹ cho
sẽ ra tới được ở ngoài sông Thạch Hãn, đẫm máu xương tàn từ Bắc Trung Nam ra sao con Việt. Dạ, cơ đồ một chút xíu về đây ở nơi chùa của đống xương tàn ở Ba Chúc, và hai ngôi chùa đẫm máu xương tàn cũng đất Việt, và người Bắc và người Nam đều bỏ xương, còn lại di tích A Di Đà Phật. Cho nên tại sao đất Việt này làm một cái sự bí ẩn, một cái địa đạo tỉnh Quảng Trị để chiến tranh tranh giành đế quốc Mỹ hồi xưa thì không nói, bây giờ tới Trung Quốc rồi bao nhiêu trăm nước Nga Mỹ Anh Tàu gì xâm chiếm đất Việt này thì có thể động với mẹ cha thiên liêng, tứ trụ thiên dương của Đông Tây Nam Bắc, bốn cửa trời, long dòng vận chuyển, long mạch đảo lộn, thì làm sao cha mẹ thiên liêng chịu nổi một cái sự này. Mẹ tạo ra kiếp làm người, nhưng mà tại sao không hiểu biết, không lo liệu, không lo lường, hưởng vàng dòng vật chất được 100, 200, 700, 300 không, 100 tuổi trở lại chưa trường tồn, mà tại sao đánh giặc giả để muốn nhập môn xâm chiếm đất Việt này. Thôi xin các vị các ngài xem được một cái clip này, Úc Phiên và Úc Sinh tấu trình chư Phật, nếu buông tha giặc giả chiến tranh, không pha chế những chất độc đạn bom, thì ở cõi thiên của cha của mẹ và các chư Phật chư thiên không bổ phép, không hành phạt. Còn nếu không tin tưởng về Du Di thì đất nước nào ác cảm sẽ lật đổ hết, sẽ sụp đổ hết, nhà cửa bao nhiêu tầng cũng tiêu hết, vàng vòng hột sòn xe cộ cũng trôi về biển khơi hết. Lời vàng ngọc không phải nói chơi, nói ra tâm trí cửa khẩu vị thời phải định phân. Đây là cảnh non tầng cao ngút, kỳ quan tàn kết thúc chúng sanh. Nếu ai không ngưng chặn dứt danh thì đất Việt phải tấu trình với cha với mẹ, bao nhiêu trăm nước phải đành đau khổ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, Mô A Di Đà Phật. À, dạ, thưa quý vị khán giả, Nguyễn hiểu tại sao là có những cái chuyện này, với lại là tại sao Út khóc, tại vì nó dính cái chỗ cái cơ là 3 năm 6 tháng cơ hằng thử, mà cái cơ này là cái cơ lập đời, mà trong khi đó là 3 năm 6 tháng này là 3 năm 6 tháng chiến tranh, nó liên tục từ Bắc chí Nam, từ Biển Đông luôn. Thì cái chỗ này là Nguyễn cũng mời tất cả quý vị khán giả trở về cái chỗ đồ thơ của Đức Mụn Sư, thì mình sẽ hiểu được cái chỗ 3 năm 6 tháng với cơ lập đời thượng nguyên này. Thì dĩ nhiên cái chỗ mà cơ chiến tranh này là toàn thế giới dồn về Việt Nam luôn nữa, mà liên quan tới đền vàng, đền kim cương luôn nữa, rất là nhiều cái quyền bí trong này. Thì cái quyển này á, thì rất là nhiều ở trên mạng, thì quý vị khán giả mình có thể tìm hiểu. Tại vì cái cơ chiến tranh này á, nó liên quan tới cái cơ phân định trời đất, mà dính tới cái chỗ mà cái chài của mẹ mẫu giải nữa, để phân định lập Vũ Điện Lô Phong, hay là lập cái trận Bất Quái nữa, mà nằm ở trên toàn cầu vũ trụ, chứ không phải là liên quan tới chỉ đất nước Việt Nam mình không. Thì tiếp theo để hiểu về những cái chỗ này nữa, dĩ nhiên là trong những cái bài pháp của Úc, thì Nguyễn cảm nhận được nó liên quan tới cái cơ sắp tới. Thì hy vọng là tất cả quý vị khán giả mình cùng thấu hiểu, mình cùng tra, cùng tri để hiểu hơn về Úc. Nhưng mà thấy Úc xúc động quá, mới sáng sớm lôi Úc ra làm rồi, thì rất là quý quý vị. Và đặc biệt là cái phần sau á, thì quý vị cũng thấy rồi đó, có lực, có định, có những cái ý thẳng thắn mà Nguyễn cũng hiểu. Thì hy vọng tất cả quý vị khán giả cùng hiểu cái luồng điển nó như thế nào. Thì để Nguyễn làm thêm. Có đợt trước thì Nguyễn làm với cô Út mà được có 4-5 clip gì đó. Cái anh chị quý vị khán giả nói trời ơi Nguyễn ơi sao không làm thêm cô Út cho. Thì nói chung ra cái này là chẳng những như bề trên á, là bên về tâm linh thương Út. Để bắt nắp một đứa em này, Nga Vũ, xin bắt tay cái là em ở từ Bắc mà em được về Đà Lạt, Lâm Đồng. Thì em gặp được chị đây, thì chị ở trong Nam rất thương em. Tại vì em về bên tâm linh, em cầu xin cho cái bá tánh là Phận Âm, những anh em nào đồng đội, chiến sĩ mà tử trận tử vong về giữ vững cơ đồ đất nước Việt của mình từ Bắc trong Nam, để quy tiên dòi mà những cái gia đình là chiến sĩ và anh em, cô bác, ông bà
trong cái những sự mà chết giặc giả chiến tranh đẫm máu xương tàn, thì gia đình liệt sĩ được hân hoan, được hân hoan và được bề trên tiếp đón là cờ đỏ ngôi sao vàng phất phới tung bay, để làm đúng việc cho nhà Nam thì sẽ được lên chức, làm đúng việc của nhà Nam thì được hưởng phần. Tất cả quan quân dân thành thôn làm đúng thì được hưởng hết. Còn nếu chị em của mình tuy là nữ nhỏ nhặt nhưng có bổn phận bề trên cho, chị em mình đi cầu nguyện cho tất cả cái gia đình nào mà liệt sĩ có ông bà cô bác anh em chiến sĩ tử vong tử trận nè, thì nguyện với bề trên để cho được kim thân trả về lòng đất cho mẹ, hồn thiên được thăng thiên về cõi Cực Lạc A Di Đà. Còn gia đình liệt sĩ thì hưởng phước phần của trên ban xuống, để có người con hay là người cha hay là người anh người chị gì lập công để mà gia tay cứu vớt non sông gấm dốc sơn hà, đất Việt này cờ đỏ tung bay, ngôi sao vàng lấp lánh, thì xin ở trên để ban thưởng cho nhà Nam của chúng con, tất cả quan dân được hưởng phần nào của trên sắp định, ai về đó ai được hưởng đó. Nhưng quả cần khôn này của mẹ Út nói tất cả luôn, cho bao nhiêu trong nước quan và dân đều hưởng biết, có tu thì có xu, có ăn thì có no, có hiếu thì có thảo, có bảo thì có nghe, thì làm đúng mẹ chở che cho sống còn để nhìn hấp thụ không gian đất nước mưa vô lửa, cái màn cùng của thế giới này như thế nào trong cái bầu trời luân chuyển phương Nam. Tại vì đất Việt này là quả cằn khôn địa cầu, là một bầu không khí, nhưng Út mong cầu đất Việt mình vui mừng, Phật để lại ghi tích truyền thuyết có được cái chữ cái chợ Đà Nẵng và Đà Lạt, thì từ Bắc Trung Nam nối liền nắm tay. Đà Lạt, Đà Nẵng này là đất Phật, cho nên từ xưa tới nay cũng giặc giả chiến tranh, đồng bào đẫm máu xương tàn cũng chết, nhưng mà ít thôi. Còn bao nhiêu trăm nước làm không đúng, thì cái sự quả cần khôn của mẹ luân chuyển sẽ nghiêng thùng đổ nát tất cả mấy trăm nước làm không đúng. Thì nhà cửa mẹ hút lại, trả lại lòng đất, trả lại ra sông và biển của mẹ. Bởi vì cho nên 2009 mẹ cho cơ đồ gieo duyên với cộng đồng công chúng nam nữ ở tại cung ngã ba của hội của mẫu Diêu Trì trên càn khôn này. Mẹ nói rằng nhìn Trung Quốc thảm thê thê thảm, nhìn hồng trần ảm đạm thê lương, bây giờ có chưa? Có rồi. Còn thầy mình nhắc nhủ hỡi ơi, sao ó biến bay, xe kia biến chạy, tại ai xe dừng thì chết hết rồi, thì xe không chạy nữa thì trả gì biển cho mẹ đi. Mẹ hút vào lòng cầu của mẹ, sông núi non rừng rậm, núi sông vũ trụ đó đây chính do Phật mẫu tạo gầy dựng nên. Nếu ai có được tuổi tên thì cha với mẹ bảo đắp nền long hoa, đền ơn cha mẹ cùng cha cùng thầy với tổ kỳ ba mới sống còn. A Di Đà Phật. Còn trái đất thì quá là tròn, nhưng mà phép của cha của mẹ ai còn ai không. Dạ, Nam Mô Phật. Chúc em có đôi lời gì ở Lâm Đầu Đồng. Sư tỷ giới thiệu về mình đây. Coi nghe nói gì cầu nguyện gì gần một tuần lễ thấy chị đi từ Bắc chí Nam nè, là chị cúng kiến gì chiến sĩ Bình Gia rồi lập những cái ngôi miếu đồ này kia đó tỷ, để mà độ cho những cái phần âm á hay là những cái phần linh hồn, thì cái chỗ đó như thế nào tỷ có thể chia sẻ cho quý khán giả cùng biết được không tỷ? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Em gắn biết cho em về ba chút á, thì em đảm đang em thương cho công chúng. Mà chị về á, ngoài á, Quế Hà Nội á, thì một nghìn sanh linh á, thì chị đau đớn cho xin Phật. Ngoài Bắc. Xin chào tất ngoài cả Bắc, Hà Nội. Các quý vị gần xa, trong nước và ngoài nước. Thì Linh Kế thì là tên Nga họ Vũ, thì ở thành phố Hải Dương ngoài Bắc vào đây, thì cũng là cơ duyên anh chị em kết bè tập phúc, gọi là cứu trần cứu âm, tức là giúp được cái gì thì cũng cố gắng, còn là thiên cơ bất khả lộ. Thì mong anh em thông cảm,
thì mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Mong sao là tất cả anh em, cộng đồng, đồng đạo trên khắp mọi miền đất nước cũng như trong ở ngoài thế giới là mọi người cùng chung tay và cố gắng âm hay trần cũng cố gắng là tu hành an vui tinh tấn để về với đúng cội nguồn của mình. A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì trong một buổi sáng như thế này thì cũng chia sẻ những cái video clip, những lời vàng tiếng ngọc mà cô Út dành cho tất cả quý vị, cũng như là biết thêm chị Nga. Nếu mà có dịp nào thì Nguyễn sẽ hỏi thêm, quá trời bí mật rồi. Nguyễn cảm nhận những cái clip này rất là hay quý vị. Nó liên quan tới những cái cơ sấm của Đức Mục Sư hay là sấm chương trình rất là nhiều. Thì hy vọng tất cả quý vị cùng tra lại cái trận quả, trận thủy, trận trận phong, thì là cái trận này là cái trận âm dương mà liên quan tới cái chài, liên quan tới 3 năm 6 tháng cơ hàng, liên quan tới lập đời, liên quan tới đời thánh đức. Thì hy vọng tất cả quý vị khán giả mình cùng tra lại rồi mình xem. Dĩ nhiên là Nguyễn cảm nhận ở trong này rất là nhiều cái ý cơ, nhưng mà nếu mà ai mà đã kinh qua những cái quyển đó rồi á thì mình ngay lập tức mình nhận được. Bởi vì thì Nguyễn thấy Út khóc qua trời khóc. Tại vì Nguyễn biết sao không? Dạ. Thầy mình á, mình học ở bên Thi Văn Giáo Lý á. Dạ. Của Phật giáo Hòa Hảo Kim Sơn Phật này á, thì thầy á xuống bút cơ á là thương đời. Thầy mượn bút nghiêng. Dạ. Thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Dạ. Thầy sợ rằng bắt đầu cha nọ lạc con. Thì thầy nói là sợ cha không còn thấy con. Là dạ, những người quy tiên tịch á. Cha nói là sợ bắt đầu cha lại là con, nhìn trong thế sự ai còn ai không. Yeah. Còn riêng Út này từ đây tới sau là chỉ biết lập công thôi. Yeah. Để thốt lên lời ngỏ ý dị thời cho bá gia, để yeah, để Út đền đáp cho mẹ cha. Mở lời vàng tiếng ngọc gần xa mới tỏ tường, đây là cũng Út dự vào trường để học lớp thôi, mà mẹ với cha cho cái chớp đó là cũng như là cái bóng điện còn hay không, ai còn hay không, ai mất ai còn, ai còn ai mất, ai đau ai mạnh, ai như thế nào, thì trong giây chớp như bóng đèn thôi. Dạ. Thay hồn đổi sáng rồi hả Út? Mẹ dung dưỡng mà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ được thừa, mẹ sẽ ban thưởng. Dạ. Còn cha dung dưỡng thì xa, cha cũng sẽ ban thưởng. Nếu ai làm đúng thì du di. Bây giờ nhìn lên thấy mây nè, thấy gió nè, thấy mây đủ màu nè, mà biết cái không gian du di đã cấu tạo âm dương như thế nào từ ăn lông ở lỗ không? Dạ. Ai cũng là thất sắc phàm hết trơn á. Mà nhớ nè, qua mỗi tên nha, nhà mỗi cảnh người mỗi ý nha. Dạ. Trong cái não nè, trong cái tim này nè, quyền bí đều khác với nhau nha. Dạ. Chứ không phải ai giống ai được đâu. Nhà thì mỗi cảnh, qua thì mỗi tên. Dạ. Nhà mỗi cảnh, qua mỗi tên. Nhưng biết ai đắp nền long hội thì hồn thiên tắm gọi sắc phàm phu. Nếu ai có bạc có xu làm thời hữu dụng là khỏi công phu tu trì, làm tốt là Phật, có tiền dư là Phật, bố thí là Phật, cứu người là Phật, nói tốt là Phật, ăn tốt là Phật, nói ngay là Phật, nói đúng là Phật, đừng nói sai là ma, đừng làm sai là ma, đừng ác, đừng ác là Phật, nếu ác rồi là ma. Cái chỗ này chỉ cần là chỗ nào chánh, làm được một cái chánh nào đó là tánh Phật là Phật. Làm tốt nói vậy, tốt là Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Làm sai nói sai là không có Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì mới nãy thì Nguyễn nghe cái vụ mày ngủ sắc thì nó cũng liên quan nữa đó. Thì để cái chỗ mày ngủ sắc đó hôm nào Nguyễn sẽ nói cho tất cả quý vị khán giả nghe. Còn buổi sáng này thì chúc tất cả quý vị khán giả một buổi sáng thật là vui vẻ, an lành, cũng như là nghe được những cái lời của Út chia sẻ, cái tấm tình của Út dành cho tất cả quý vị khán giả, cũng như là Nguyễn cũng đền đáp tất cả quý vị khán giả nào mà hâm mộ Út đó. Mà giờ là mới có clip thêm, thì xin chúc tất cả quý vị xem clip thật là hoan hỷ, thật là vui vẻ, thật là thanh tịnh, và càng ngày càng tinh tấn trên con đường Phật pháp về với cha với mẹ, với nhưng mà với nói thầy cho Nguyễn nè. Dạ. Chị nào coi được cái clip này mà hiểu được rồi thì nếu mà like một like là thương cha, thương mẹ, thương thầy, thương tổ và thương Út
và cái vị đó đi đúng chỗ đúng nơi. Còn vị nào không biết nhận, không biết nghe, không biết like là vị đó là Út Quang Hỷ, thì ai làm gì được hưởng nấy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.